Welcome to LờiDạyHay.com. Our lesson today is Unit 12, Communication. Chào mừng các em đã đến với trang LờiDạyHay.com. Và bài học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu đó là phần Unit 12, Communication, Everyday English. Hôm nay thì mình sẽ học về chủ đề giao tiếp là Expressing Uncertainty, nghĩa là bày tỏ sự không chắc chắn. Activity 1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted sentences. Lắng nghe và đọc các đoạn hội thoại. Hãy tập trung vào các câu được tô đậm. Bây giờ thì cô và các em sẽ cùng lắng nghe hai đoạn hội thoại. Trong lúc lắng nghe thì các em hãy cố gắng tập trung vào các câu được tô vàng ha. Unit 12. Life on other planets. Page 129. Communication. Everyday English. Expressing uncertainty. Activity 1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted sentences. One. Do you think Mars may support life? I'm not sure about it. Scientists are trying to find life there. Do you think Anne will win tomorrow? I doubt it. She injured her arm in a match last week. Vừa rồi thì chúng ta đã lắng nghe xong. Bây giờ thì cô và các em sẽ cùng nhau tiến hành đọc và dịch từng đoạn một. Number 1. Do you think Mars may support life? I'm not sure about it. Scientists are trying to find life there. Bạn có nghĩ là sao Hỏa có sự sống không? Tôi không chắc về điều đó. Các nhà khoa học đang cố gắng tìm thấy sự sống ở đó. Number 2. Do you think Anne will win tomorrow? I doubt it. She injured her arm in a match last week. Bạn có nghĩ là Anne sẽ thắng vào ngày mai không? Tôi nghi ngờ về điều đó. Cô ấy đã bị chấn thương cánh tay trong trận thi đấu tuần trước. Rồi, bây giờ mình cùng để ý vào hai cái câu được tô đậm. I'm not sure about it. Tôi không chắc về điều đó. Và I doubt it. Tôi nghi ngờ về điều đó. Vậy thì đây là hai câu để mà mình bày tỏ cái sự không chắc chắn hoặc nghi ngờ về một điều gì đó ha. Các em sẽ lưu ý áp dụng sử dụng hai câu này vào trong các bài tập ứng dụng bên dưới. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau nhìn vào activity number 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. Làm việc theo cặp. Làm ra các đoạn hội thoại tương tự với các tình huống bên dưới. Ở đây chúng ta có tổng cộng là 3 tình huống. Mình sẽ đọc và dịch từng tình huống rồi mình làm luôn ha. Number 1. You are not sure about the possibility of water on Mars. Bạn sẽ không chắc về cái khả năng có nước ở trên sao Hỏa. Number 2. You doubt that one of your friends will get a good mark on the English test. Bạn nghi ngờ rằng một trong những người bạn của bạn sẽ đạt được con điểm tốt trong bài kiểm tra tiếng Anh. Number 3. You are not sure if the weather will be fine tomorrow. Bạn không chắc về liệu là thời tiết nó sẽ ổn vào ngày mai hay không. Rồi, bây giờ thì cô có chuẩn bị sẵn 3 đoạn hội thoại về 3 chủ đề này. Các em sẽ cùng nhau nhìn vào đây để mà mình tham khảo ha. Rồi, các em cùng nhau nhìn vào bài của cô ha. Đầu tiên đó là cái khả năng mà có nước ở trên sao Hỏa. Thì cô có cho các em một cái bài mẫu. Do you think about the possibility of water on Mars? I'm not sure about it. Scientists are trying to find water there. Bạn có nghĩ về khả năng có nước ở trên sao Hỏa không? Tôi không chắc về điều đó. Các nhà khoa học thì đang cố gắng tìm thấy nước ở đó. Đấy. Cụm từ cô sử dụng là I'm not sure about it. Sang đến câu bài số 2 là nghi ngờ về một con điểm tốt của người bạn mình. Thì là, do you think she will get a good mark on the English test? I doubt it. She is not really good at English and she doesn't study hard. Bạn có nghĩ là she sẽ có được con điểm tốt vào bài kiểm tra tiếng Anh không? Tôi nghi ngờ điều đó. Cô ấy không thực sự giỏi tiếng Anh và cô ấy cũng không có học hành chăm chỉ. Rồi, cụm từ cô sử dụng để nghi ngờ đó là I doubt it. Cường hợp số 3 đó là mình không chắc là thời tiết ngày mai có tốt hay không. Thì mình sẽ có một cái đoạn là Do you think the weather will be fine tomorrow?
I'm not sure about it. It looks so cloudy at the moment. Bạn có nghĩ thời tiết ngày mai sẽ đẹp không? Tôi không chắc về điều đó. Trời trong quá nhiều mây ngay lúc này rồi. Cụm từ không chắc chắn của cô là I'm not sure about it. Đấy là ba bài để các em có thể tham khảo ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang đến phần đọc. Three planets in the solar system là ba hành tinh trong hệ mặt trời. Activity number 3. Read the information below and answer the questions that follow. Hãy đọc thông tin phía bên dưới và trả lời những câu hỏi theo đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành vào ba bài đọc ha. Mercury, smallest and closest to the sun with no moon. Very hot in the daytime but very cold at night. No atmosphere, no wind or weather on it. Jupiter, largest planet with about 63 moons. Star-mist planet. Third brightest object in the night sky. Venus, hottest planet with no moon. Nearly as big as Earth, often very bright in the early morning. People call it the morning star. Bây giờ mình sẽ cùng nhau tiến hành dịch cả ba bài đọc này về ba cái hành tinh ha. Đầu tiên là sao Thủy, là cái hành tinh nhỏ nhất và gần với mặt trời nhất mà không có mặt trăng. Rất là nóng vào ban ngày nhưng mà lại rất là lạnh vào ban đêm. Không có khí quyển nên là nó sẽ không có gió hoặc là thời tiết ở trên cái hành tinh này. Tiếp theo mình có cái đoạn văn thứ hai là về sao Mộc. Đó là hành tinh lớn nhất với khoảng 63 cái mặt trăng và là hành tinh nhiều bão nhất. Nó là cái vật thể sáng thứ ba ở trên bầu trời đêm. Và cuối cùng thì mình có là hành tinh sao Kim. Nó là cái hành tinh nóng nhất mà không có mặt trăng. Nó lớn gần bằng với trái đất và thường rất là sáng vào trong buổi sáng sớm, nên là mọi người hay gọi nó là ngôi sao sáng sớm. Đó là thông tin sơ bộ về ba hành tinh mà sách cung cấp. Bây giờ thì mình sẽ áp dụng kiến thức mà mình vừa dịch để mình trả lời 5 câu hỏi phía bên dưới. Number 1. What planets have no moon? Những hành tinh nào không có mặt trăng? Thì mình thấy là lúc nãy, thứ nhất là mình thấy ngay đây luôn nè, no moon, thì nó chính là Venus. Venus là sao Kim. Và phía bên này mình có một cái nữa, đó là Mercury, sao Thủy. Vậy thì mình sẽ trả lời là Venus and Mercury. Rồi. Tiếp tục, number 2. What planet is similar in size to Earth? Hành tinh nào mà có kích thước tương tự như là trái đất? Thì mình thấy ở đây nó có đề cập luôn này. Đó là Venus. Rồi, number 3. What planet is the smallest and closest to the sun? Hành tinh nào là nhỏ nhất và gần nhất với mặt trời? Vậy thì bài đọc nó có đề cập cho mình nè. Smallest and closest to the sun là Mercury. Vậy thì ở đây mình sẽ điền là Mercury. Number 4. What planet is called the morning star? Hành tinh nào thì được gọi là ngôi sao buổi sáng? Vậy thì ở đây mình thấy này, morning star, đó chính là Venus. Rồi, và cuối cùng mình có What is the largest and star-mist planet? Hành tinh nào là lớn nhất và nhiều bão nhất? Vậy thì mình so sánh này, mình thấy đề có nhắc đến này, mình có largest planet và star-mist planet, là đó chính là Jupiter, sao Mộc. Vậy thì mình sẽ điền đáp án là Jupiter. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong activity number 3. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang activity number 4. Work in pairs. Discuss and match the three planets in activity 3 with the picture 1, 2, 3 below.
làm việc theo cặp để thảo luận và nối ba hành tinh ở trong hoạt động số 3 với các bức tranh tương ứng phía bên dưới. Rồi, ở đây đề cung cấp cho mình ba bức tranh. Vậy thì ở đây nha, mình sẽ cùng nhau tiến hành nối. Number 1. Đây là mình thấy hành tinh là nó có màu đỏ nè. Vậy thì mình sẽ thấy được nó là một cái hành tinh nóng, nên mình sẽ điền đó là Venus. Như thông tin lúc nãy đề cập đó, Venus là nơi mà nó sẽ nóng nhất. Number 1, mình sẽ điền là Venus. Venus ở đây của mình nghĩa là sao Kim. Tiếp theo, hình ảnh number 2. Number 2 của mình thì mình thấy theo cái hình đó thì nó sẽ là sao Thủy. Bởi vì nó có màu xanh nè, và nó diễn tả được là rất là lạnh vào ban đêm, rất là nóng vào ban ngày. Mình thấy được cái đặc trưng, và bạn nào giỏi địa lý thì có thể thấy và biết được ha, thì nó sẽ là sao Thủy, là Mercury. Và cuối cùng á, thì nó sẽ là sao Mộc, Jupiter. Đấy là dựa vào kiến thức hình ảnh của tranh, cũng như là những gì mà chúng ta biết được để mà mình điền vào trong cái bức ảnh này cho đúng. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau đến activity number 5. Work in groups. Take turns to talk about one of the three planets in activity 3. Làm việc theo nhóm, hãy thay phiên nhau để nói về một trong ba hành tinh ở trong hoạt động số 3. Example: I would like to tell you about Mercury. It is the smallest planet. Tôi muốn nói với bạn về sao Thủy, nó là cái hành tinh nhỏ nhất. Đấy, mình dựa vào thông tin bài đọc ở bài số 3 để mà mình giới thiệu về một trong ba hành tinh mà mình thích. Thì ở đây cô có chuẩn bị một bài mẫu cho các em về giới thiệu về sao Kim. Các em có thể tham khảo ha. I would like to tell you about Venus. It is the hottest planet with no moon. Venus is also the planet nearly as big as Earth. People call it as the morning star because it is often very bright in the early morning. Tôi muốn nói với bạn về sao Kim. Nó là hành tinh nóng nhất với mà không có mặt trăng. Sao Kim thì cũng là một hành tinh lớn gần bằng như trái đất. Mọi người gọi nó là ngôi sao buổi sáng bởi vì nó thường rất là sáng vào buổi sáng sớm. Đó, đấy là bài tham khảo của cô. Các em có thể giới thiệu tương ứng cho sao Thủy và sao Mộc như thông tin bài 3 đã đề cập ha. Vậy là cô và các em đã hoàn thành xong các yêu cầu của phần Unit 12 Communication. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.